Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nướng mực khô bằng bia tươi nha các bạn. Thì ở đây mình có chuẩn bị một mớ mực khô nè. Khi các bạn ngâm một chút bia trước khi nướng mực thì nó làm mực của mình trở nên dày thịt nè. Nó khử được cái mùi. Và khi mà các bạn xé sợi á thì nó sẽ tơi và nó thịt của nó ngọt mềm hơn nữa. Bây giờ thì mình sẽ khui cái lon bia này ra và mình cho hết vô cái hao mực của mình nha các bạn. Để mình ngâm trong vòng 10 phút nha. Chế cho nó ngập luôn ha. Và bây giờ mình để ở đây tầm 10 phút ha. Mình đi làm công chuyện, mình sẽ bấm đồng hồ, mình hẹn giờ đúng 10 phút mình sẽ lấy ra để mình nướng ha. Cái phần mực nào mà nó bung lên á, nó không có ngập bia thì mình dùng tay mình nhấn nó xuống ha. Sau khi mình ngâm được 10 phút rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị một cái bếp mà mình đốt than sẵn ha các bạn. Mình tận dụng cái bếp nấu cơm của mẹ mình vừa xong nè, cái mình nướng luôn nha. Đó, mình vớt ra, mình sẽ sắp lên vỉ như vậy. Không hiểu sao mà mình vẫn thích nướng mà bằng than á mấy bạn. Mình không thích cái lò nướng điện nha. Nướng điện mình ăn, mình cảm giác nó không có ngon bằng lò nướng than. Bữa giờ không có ra được video nào. Cũng nhớ YouTube này rất là nhiều luôn. Do là mình bị cảm rồi công việc rồi mình đi tái khám nữa, rất là nhiều việc. Hôm qua là mình ra khỏi công ty là gần 8 giờ các bạn. Còn chiều nay cũng vậy, mình tranh thủ dữ lắm luôn á. Cũng mình bệnh cũng do là một phần là mình tham công tiếc việc nhiều quá mấy bạn ha. Nên là hy vọng là khi coi video á, các bạn cho mình xin một like nha, để mình có động lực ha. Thì khi mà làm cực á, mà mình thấy cái sự ủng hộ của các bạn á, mình rất là vui. Sau một hồi trở tới tở lui thì bây giờ có con nào nó vàng á, thì mình sẽ gấp ra dĩa ha. Còn con nào chưa vàng á, thì mình nướng tiếp. Rất là thơm nha các bạn. Nó sọc cái mùi thơm lên mũi mình. Đây, mình đã được một dĩa mực khô nướng rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ gấp ra mình nướng tiếp ha. Hồi nãy do cái bếp của mình nó nhỏ nên là mình nướng chưa có hết. Giờ mình sẽ nướng tiếp ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng thức nha các bạn thành quả của mình nãy giờ ha. Mời mấy bạn nha. Cái mình thử cái rau trước đi ha. Cái mùi á mấy bạn, như mình nướng lên á thì nó nghe cái mùi bia nó rất là thơm ha. Nhiều khi mấy bạn nào mà không có ăn mực mà được á, có thể là làm cách này các bạn có thể ăn rất là dễ dàng luôn á ha, không có ho tanh mực mấy bạn. Thịt mực á thì nó mềm nè và nó thoang thoảng cái mùi bia ha, rất là ngon. Các bạn coi nè, nó rất là mềm ha, nó không có bị khô giống như là mình nướng cách thông thường nha các bạn. Rồi các bạn coi những cái sớ thịt nè, đó.
thì mình muốn chia sẻ cái cách này đến mấy bạn, hy vọng là các bạn cũng thực hiện thành công ha. Mến chúc các bạn luôn vui vẻ bình an nha. Xin chào và hẹn gặp lại những video sau.